Hello, em xin chào toàn thể anh em, chào mọi người, chào mọi người đến với clip mới nhất của em nhá. Lời đầu tiên thì em xin cảm ơn anh em, cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ em nhá. Em xin cảm ơn anh em và cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Thì hôm nay em xin lại tiếp tục bán sim cho anh em cho mình nhá. Hôm nay chim thì có 5 con thôi anh em ạ, nhưng mà anh em alo nhanh thì còn nhá. Tất cả những con chim hôm nay em xin bán em đều để giá công khai bên trên, ví dụ số 1 10 triệu chẳng hạn, ví dụ là em đã công khai hết giá nhá. Anh em không phải hỏi giá nữa nhá. Đó, và cũng để tránh cái tình trạng là em quên nhiều con chim giới thiệu quên mà quên báo giá. Thì hôm nay em báo giá luôn ở trên clip nha anh em nhá. Rồi ok, đầu tiên anh em xem clip của em đi, xem vui vẻ, xem giải trí, xem thỏa mãn đam mê anh em nhá. Anh em thích con chim nào ở clip của em có thể alo trực tiếp vào cho em nhá. Chim ở cái thời điểm này em đều bảo hành với anh em 1 tháng rưỡi hết anh em nhá. Về anh em nuôi xứng đáng anh em để lại anh em chơi, không xứng đáng với số tiền anh em bỏ ra. Anh em quay đầu trả lại cho em và anh em không mất một đồng nào hết. Ok chưa ạ? Rồi ok. Nói chung là anh em có yêu quý em gì nhớ cho đi xin một nút like, một nút đăng ký ủng hộ em nhá. Cảm ơn anh em, cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Rồi ok, hôm nay không làm mất nhiều thời gian của anh em và mọi người nữa thì em sẽ đi vào giới thiệu chim một clip này của em luôn anh em nhá. Ok, thì trước mảnh của mọi người đây thì là con chim số 1, 10 triệu anh em nhé. Giá đã để bên trên góc màn hình rồi. Con này thì bộ đẹp nét hay toàn diện mọi thứ anh em nhé. Con chim này khoảng tầm hơn 1 tháng là anh em có thể, tầm 1 tháng hơn 1 tháng thôi là anh em có thể đi thi được nhá. Còn bây giờ tất cả anh em để em nói về tất cả anh em, gọi là có những anh em mới xem em, gọi là có những anh em xem em lâu rồi và biết em lâu rồi thì để em nhắc với anh em một chút là như này này. Rất là nhiều anh em muốn mua một con chim ở cái thời điểm này là một con chim ổn định để anh em về anh em chơi, thì em đi xin gọi là chia sẻ với anh em một chút là như thế này. Chim ở ngoài Bắc em hiện tại giờ này chưa có một con chim nào ổn định hết. Em nói tự tin em nói với anh em một câu là như vậy thôi. Có thể là những con chim nó có lửa nó chơi nó, nhưng mà đó nó chỉ là cái lửa ảo mà thôi. Còn lửa ổn định để chơi thì chưa nha. Còn anh em xác định tư tưởng con nào nhanh phải tầm tháng 11, tháng 12. Còn con nào muộn thì phải tầm gọi là tầm ra Tết đổ đi. Có những con vào tháng 3, tháng 4 nó mới chơi được. Đó là tùy con, tùy tính, tùy hết từng con. Nhưng nếu mà như ở cái thời điểm hiện tại này để mà tìm được một con chim ổn định để chơi nha, lông mới nha, thì gần như là đến 98% là không có anh em nhá. Em nói thật với anh em là vậy luôn, còn anh em chơi chim lâu năm thì anh em sẽ hiểu cái vấn đề đó. Còn anh em mới chơi thì anh em cứ gọi là anh em nghĩ là cần một con chim ổn định luôn để về anh em chơi, không phải chăm chăm một vài bữa là anh em chơi là không chơi được đâu nha. Anh em nhá, để em chia sẻ với anh em một chút là như vậy thôi nha. Rồi ok, đó là để chia sẻ với anh em qua thêm một chút thông tin chi tiết của con chim số 1 này nhá. Con chim số 1 này này anh em ạ, nó là một con chim 3 mùa mới xong lâu anh em ạ, nhưng mà nó không có lành đâu anh em nha, vẫn khá là nhát nha. Bộ đẹp nét hay anh em xem anh em biết, và nó có sợi mềm đấy anh em nhá. Nó có sợi mềm nha, bộ đẹp nét hay, màu đá lân, nói chung là con chim này không có điểm trừ điểm chết gì cả. Em cũng không kể với anh em tất cả mùa trước nó được cái cờ nọ giải kia để làm gì nữa cả, nhưng mà thôi bây giờ cứ bán cho anh em là bảo hành cho anh em về anh em nuôi chơi đi. Cảm giác xứng đáng anh em để lại chơi, ok chưa? Không xứng đáng trả lấy lại tiền hoặc đồ chim đó là thoải mái. Chứ còn bây giờ mất công lên đây kể anh em là được cái cờ nọ giải kia thì nó chả giải quyết cái gì nữa cả rồi đúng không? Thôi anh em cứ cảm tưởng nó như nó là một con chim gọi là về anh em chơi để anh em lấy cảm xúc nha. Thế nôm na là như vậy, anh em về chơi để lấy cảm xúc nha, chứ còn không phải quan tâm trước gọi là cái quá khứ của nó như thế nào làm gì nữa cả rồi đó. Nhiều con chim quá khứ nó hay lắm nhưng mà gọi là hiện tại nó chả ra mẹ gì thì nó không hay để làm gì đâu anh em. Thôi tốt nhất là bây giờ mình cứ chơi con chim bằng cái thời điểm hiện tại, và tất cả những con chim em đi bán cho anh em thì anh em đều biết rồi, em quay clip là em đều quay clip ở nhà em. Con chim nó ổn thì em gửi cho anh em, còn về nhà mà con chim nó hơi ở mưa một chút thì em sẽ không bán anh em ạ, em sẽ nuôi lại thêm. Còn bản thân ra em đi tuyển chim con chim ok thì em mới mua, chứ không phải không ok mua làm gì. Nhưng về nhà nhiều khi có những con chim lông mới chưa ổn định về nhà nó tụt lửa là chuyện bình thường đó, thì em vẫn phải nuôi lại. Còn về nhà em mà không tụt ấy, là em cảm giác là ổn rồi là em bán cho anh em, đơn giản là vậy thôi anh em nhá. Đó, con chim này thì không có một cái điểm gì để chê cả, không có tật lỗi gì hết cả anh em nhá. Nói chung là đẹp lắm anh em ạ, đánh lật cầu như cái máy luôn đấy. Anh em thích những con chim hàng lật cầu đấy, con này chỉ khoảng tầm hơn 1 tháng là anh em có thể thi được anh em nhá. Hơn 1 tháng là anh em có thể thi được đó, tại vì nó xong lông được tầm tháng rồi mà. Nhưng mà thôi đi, cứ về thì cứ chỉ có mong là về đến nhà anh em nó quen nhà quen chủ, nó mau chơi, nó lại là mau chơi thôi. Chứ còn nói chung chỉ mong duyên anh em ạ, chứ còn không duyên dở hết. Chỉ có mong về đến tay anh em, con chim nó duyên thôi anh em nhá. Đó, con chim số 1 ở clip này của MG nhanh tay thì còn nhá. Tất cả 5 con chim này của MG anh em nhanh tay thì mới chốt được, còn chậm tay thì có đúng cái nhịp luôn anh em ạ. Rồi ok anh em, tiếp theo là con chim số 2 clip này của MV, một con chim mộc dở, nói chung là gọi là mộc dở như thay lông xong vụ này là vụ 2 rồi. Nhưng mà một con chim em đánh giá nó quá là cao luôn anh em nhé. Thực sự mọi người luôn, em đánh giá nó quá là cao luôn con chim này. Không phải là con chim của mình, nó không phải con chim của mình, nó bình thường để mình cứ quảng cáo hay lên rời để bán cho anh em để làm cái gì đâu ạ. Nhưng mà thôi cứ để từ từ em sẽ giới thiệu qua với anh em một chút nhé. Con chim này thì em để cho anh em 7,5 triệu, có giá em để ghim trên màn hình rồi anh em nhé. Con chim gọi là sạch tinh luôn, cho anh em nhà mình về nuôi và đào tạo khai thác. Anh em biết tại sao em thích con chim này không ạ? Thứ nhất là con chim bộ chung chung màu mỏng thôi, lông trường chim bình thường nó chơi anh em nhá. Con chim này vào form nó chơi là nó cúp C lật cầu anh em nhá. Bình thường vào form là nó cúp C nó lật cầu, đánh rất là đều, nó đánh cúp mạnh đấy chứ không phải đánh đều đâu nha. Nhưng mà nó đánh có những lúc nó cực kỳ là mạnh, nhưng mà đa phần nó đánh cực kỳ đều. Và cái thích nữa ở con chim này là nó không có đánh một con chim anh em nhá,
con chim này nó cứ đánh chạy đều ba mặt cầu đó, nó mới chạy đều ba mặt cầu. Con chim giữ nó đánh theo kiểu giữ, con chim yếu đánh theo kiểu yếu, mà con chim đánh bình bình nó đánh theo kiểu bình bình nha. Đó, nó rất có một cái hay là em rất là thích ở nó là như vậy. Và đặc biệt là con chim nó đánh ba mặt cầu, lúc nào nó cũng chạy đều ba mặt, nó dí con này nhưng mà tí một tí nó bỏ lảng luôn, nó đánh con khác ngay. Đó, một cái nét con chim là đặc biệt là em rất là thích là những con chim là dạng như vậy. Những con chim như vậy là nếu mà anh em mình có đi chơi nó bắt nhịp các thứ, nó chơi cực kỳ là nhanh. Ví dụ như những cái con chim nó tì chim anh em nha, nó tì chim đánh một mặt nó đánh cực kỳ mạnh thôi. Nhưng mà nếu mà để mà bỏ con chim nó đi, bỏ con chim mà nó bắt mặt đi thì nó sẽ lại mất nhịp. Đó, nó mất nhịp và cái thời gian nhạy cảm là thôi đứt rồi đó. Nên là nó rất là khó đúng không? Rất là nhạy cảm. Nhưng mà đối với những con chim đánh ba mặt, bỏ mặt con này thì nó cũng không quan tâm lại con khác bình thường luôn, tại vì nó có đánh con đấy gọi là đánh mạnh với con đó đâu. Nó đánh cứ rất đều ba mặt cầu, đánh nói chung là nó cứ tìm ba mặt cầu nó đánh anh em ạ. Con nào nó cũng chơi anh em nhé. Đó, em rất là thích ở con chim này và rất là ấn tượng với con chim này, và nó rất là đều và nó đánh cực kỳ là rồi xuất sắc con đấy, chứ không phải là đều đâu. Còn anh em cứ về anh em nuôi để anh em cảm nhận nhá anh em nhá. Còn con chim nết nó hay lắm, anh em nhìn trong clip anh em nhìn thấy nết nó đánh rất là đều, nó cũng không gì đặc biệt lắm, nhưng mà đặc biệt con chim này nết cực kỳ hay luôn anh em nhá. Cứ về anh em đi nuôi mà xem con này, càng chơi nó càng hay nha anh em nhá. Gọi là càng chơi nó càng hay, kiểu như càng chơi nó càng nóng máy anh em ạ. Bộ nó chung chung thôi, lông mỏng cái bộ này nó cực kỳ là dễ chơi anh em ạ. Rất là dễ chơi, mấy con chim bộ chung chung này dễ chơi cực kỳ luôn. Anh em về anh em cứ nuôi anh em biết, và tất cả những anh em chơi chim lâu năm anh em đều biết. Những con chim bộ chung chung mỏng mỏng này, anh em nếu anh em nuôi đúng bài bản nhá, anh em chơi được từ lúc gọi là xong lông cho đến khi mà cuối vụ luôn. Đó, còn đối với những con chim lông dày thì nó lại hơi nhạy cảm hơn một chút. Đối với những con chim lông dày thì đa phần là nó phải là vào ấm lên thì nó mới hay được. Còn lạnh ở ngoài Bắc nghe em là chơi lại là chơi kém. Đó là cái quy luật rồi. Nói chung là cái này thì anh em chơi chim lâu năm thì em nói qua với anh em một chút anh em biết liền à. Còn anh em mới chơi thì em sẽ không biết cái điều đó đâu. Nhiều con chim nó hay lắm nhưng nó chỉ hay ở từ tháng 3, tháng 4 đổ đi thôi. Đến tháng 7, tháng 8. Đó, còn nhiều con chim rất là hay nhưng nó chỉ hay được khoảng tầm từ tháng 11, 12 cho đến tháng 3, tháng 4 thôi. Dạng là như vậy. Anh em cứ gọi là con chim này thật ra là chơi nha. Chơi chim ấy thì thật ra là càng chơi mới càng thấy nó khó. Còn nếu như chơi chim cà phê, chơi chim mồi thì rất là đơn giản, nó không gì để cầu kỳ cả. Nhưng đặc biệt nha, đặc biệt nếu mà anh em chơi chim thi nha, anh em sẽ càng chơi em sẽ càng thấy khó luôn. Mỗi con, mỗi tính, mỗi nết, mỗi các kiểu anh em ạ. Nói chung là con chim này rồi quay lại câu chuyện con chim này nhá. Con chim này con chim cực kỳ hay luôn. Anh em nào mua con chim này về thì nuôi rồi cảm nhận nha. Thật luôn mọi người là vậy, cứ nuôi rồi cảm nhận, nó càng chơi nó càng hay luôn. Mà nó không có đánh bất cứ một con nào gọi là đánh ấy đâu, kể cả con bên cạnh đánh rất là mạnh nha. Con bên cạnh đánh rất là mạnh, nhưng nha, nó đánh ví dụ như con kia mà đâm lên đánh nó lại đánh phập lại luôn á. Nó không bao giờ biết sợ. Đánh ba mặt, nó đánh ba mặt cầu đều đẹp lắm. Cứ bình thường đánh nó cúp C nó chạy cầu nó lật cầu ạ. Lúc nào nó dí chim nó đánh mạnh quá là nó mới bu chụp thôi anh em ạ. Lúc nào đánh cúp C mạnh quá là nó mới gọi là bu chụp thôi, chứ còn bình thường là nó cứ cúp C nó lật nó đánh anh em. Đó, chim này nó mới xong lông thôi. Anh em về anh em cứ nuôi và đào tạo và khai thác nha. Về tố chất con chim ấy thì anh em không phải lo lắng gì cả. Tất cả những con chim này về tố chất thì anh em chẳng phải lo lắng gì cả đâu nha. Rồi, ok. Rồi, anh em cần biết chi tiết về con chim số 2 nha. Alo con em nha, phải em hứa với anh em là con chim số 2 không bao giờ làm anh em thất vọng. Ok chưa? Tiếp theo là con chim số 3 clip này của em gì anh em nhé. Con chim số 3 clip của em gì? Em gì chia lại cho anh em là 9 triệu. Thì thực sự là bình thường là em đi tuyển chim thì em sẽ không bắt những con chim lông gọi là được khoảng tầm hơn 90% như thế này đâu anh em ạ. Thực sự với anh em là vậy. Nếu mà bình thường em đi tuyển chim thì chim phải xong lông hoàn thiện em mới mua. Nhưng mà con này nó chỉ được tầm 90-95% thôi, 95% anh em nhé. Thì tại vì sao em mua chim này thì em chia sẻ với anh em qua một chút. Đối với con chim này không mua thời điểm này thì không thể mua được nó. Ok chưa? Em chỉ nói với anh em vậy thôi. Không mua cái thời điểm này thì không mua được nó. Đơn giản vậy thôi. Còn anh em tin hay không tin đó là tùy nha. Đó, còn đâu thì tất cả con chim nó như thế nào nhá. Em thề với anh em là nó toàn diện tất cả mọi thứ, từ hình bộ đến nét chơi, tất cả anh em nha. Xong lông vụ này là vụ thứ hai anh em nhé, chưa hoàn thiện lông đâu, chưa hoàn thiện lông vụ hai đâu. Còn về bóng bộ con chim, tương tá con chim thì thôi, còn miễn chê miễn bàn thì không có một cái gì để chê trách con chim này cả anh em ạ. Anh em tin không, anh em nhìn anh em yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nó từ cái hình, cái bộ, cái nết, cái tướng, cái tá con chim thôi, miễn chê miễn bàn đi, sạch tinh cho anh em nhà mình về đào tạo nhá. Em nói luôn là nó chưa có thi thố gì cả đâu nha, chưa có thi thố gì cả đâu, nhưng cứ về nuôi đi rồi nuôi rồi cảm nhận nha. Chứ không phải là chim thi mới bán cho anh em giá cao, mà chim không thi mới bán cho anh em giá thấp là không có đâu anh em nhá. Chim của em gì đấy anh em theo dõi em thì biết rồi, chim của em ấy nhiều con mộc dở em bán đắt hơn chim thi được bình thường nhá. Đó, nên là anh em cứ gọi là tất cả anh em mua chim của em gì thì cứ là hoan hỉ nhá, vui vẻ nhá, tiền lời trong túi anh em. Còn chim là trong loài chim của em, anh em mua hay không mua thì anh em đều là vui vẻ và hoan hỉ nhá. Đó, con chim này em thật với mọi người luôn, em bắt về là em còn ý định em muốn nuôi lại thật luôn, lại bắt con chim này về là không ý định bán đâu, chân tình là như vậy.
là bắt về là ý định là nuôi thêm xong bán, chứ không phải là mình nuôi để mình chơi thôi. Nuôi thêm xong bán chứ không phải bán ở cái thời điểm này. Đấy là nói là chuẩn nhất là như thế. Chứ không mất công anh em lại nói bảo thằng Huy nó định về đấy, con này nó hay, nó định để nuôi nó găm lại nó chơi. Nó mất quan điểm đấy anh em ạ. Nhưng mà nói thật với anh em ạ, con này em không có giới thiệu gì nhiều đâu. Để cho anh em nào thôi khách quen của MV nha. Anh em là thực sự là khách quen của MV, đã từng mua chim của MV nhiều rồi. Bác con chim này về chơi nha. Cứ hay chơi dở chửi mặt em luôn xong trả lại tiền. À xong em trả lại chim nhá. Cứ hay chơi dở chửi thẳng vào mặt em xong trả lại cho em con chim này. Em lợn lại cho em trả cho anh em đủ tiền. Chim hay cực kỳ các bạn, nó toàn diện tất cả mọi thứ, từ hình bộ cho đến nết chơi, tất tần tật mọi thứ. Con chim này nó không có một cái điểm gì để chơi để trách được nó được cả. Em nói thật mọi người vậy, em chưa tìm ra được một cái điểm gì để chơi được nó ở con chim này nhá. Hình bộ, mặt mũi, nết chơi, tướng tá, tất cả mọi thứ, bộ thì nó quá đẹp con chim này anh em nhỉ. Con chim này là con chim bộ to nha anh em nha. Bộ to chứ không phải là bộ to lông dày cù lần đâu nha. Nhìn nó con chim nó khiếp vãi trưởng luôn anh em. Mấy giờ nó khoảng 90-95% lông đấy anh em ạ. Nhưng mà em chỉ nói thật với anh em là nếu như không mua chim ở cái thời điểm này thì sẽ không mua được con chim này vào cái thời điểm sau. Đó là như vậy, hoặc có mua được thì nó phải là một cái giá rất là cao. Hơn cái giá này em bán anh em rất là nhiều luôn, chứ đừng nói đến cái giá em mua vào. Nói chung là thôi thì một vài cái gọi là ông chủ chim ông cần tiền thì ông phải bán thôi, thật sự mọi người là vậy. Mà đến thời điểm bây giờ con chim này nếu mà bây giờ nó hợp lý thì em mới mua thôi. Em tuyển về cho anh em thôi, còn họ mà đòi giá cao là em cũng không mua con chim này. Tại vì sao? Tại vì nó bây giờ mới được 90-95% lông thôi. Và bình thường những con chim phải xong lông hoàn thiện em mới mua anh em nhé. Em phải nói với anh em vậy thôi. Còn anh em nào khách quen của em gì này, chốt ngay chim này về chơi đi. Má thật sự với anh em không biết nói gì rồi. Thật đúng là về nói về con chim này thì không biết nói gì cả. Em chấm cho con chim này 9,5 điểm thôi. Ok chưa? Nhưng đối với con chim này em thì chấm cho anh em đúng 9,5 điểm. Không có một cái gì để chê trách con chim này cả. Còn đâu thì 10 thì gọi là hơi ưu tiên, hơi ưu ái, nhưng mà 9,5 là được nha. Đó. Còn đâu thì thôi, vạn sự là tùy duyên. Còn chỉ mong muốn con chim về đến tay anh em, nó có duyên đấy ạ. Còn nó không duyên là đúng là dở hơi luôn nha. Nó không duyên là đúng là dở hơi luôn đấy. Thôi tốt nhất là gọi là theo, gọi là cứ cái gọi là vào cái form làm việc của em là cứ ưng nuôi chơi, dở trả lại. Vậy thôi. Không có nói gì là chim hay chim dở nữa cả. Đó, và mất công mấy ông sân si lên nói nọ nói kia nha. Mấy ông mà cứ bảo em bán chim mà gọi là làm giàu dễ quá thì các anh em đó cứ mua chim về bán để làm giàu nhá. Đó, anh em các anh em sân si đó thì cứ mua chim về bán để mà làm giàu như em nhá. Ok. Rồi ok anh em, tiếp theo là đến con chim số 4, con chim số 4 ở clip này của MG, một con chim gọi là cũng chiều lòng anh em khó tính nhà mình luôn. Đối với anh em nào cần một con chim chơi cực kỳ là hiệu quả nhá. Một con chim chơi cực kỳ là hiệu quả thì anh em bích con chim này về nết hay bộ đẹp anh em nha. Nết nó đẹp ra mà anh em, nó chơi cực kỳ là đều, chạy ba mặt cầu đều chạy ba mặt cầu cúc cúc xê rồi anh em ạ. Con chim này em đi chia lại cho anh em cái giá 8,3 triệu. Anh em xem anh em clip anh em biết rồi, con chim này anh em về thì nuôi cho em khoảng tầm hơn một tháng là anh em có thể là thi được anh em nhá. Tầm một tháng, hơn một tháng là thi được. Sau lông vụ này là vụ 3 anh em ạ, dễ chăm, dễ nuôi và dễ chơi. Đối với con chim này nhá, nếu mà anh em cứ nuôi vào cái tầm tháng 12 nhá, xịt được nó hơi khó nha. Em nói luôn, đi thi xịt đó hơi khó nha. Từ to của nhỏ em không dám nói, cái này không nói tài nha. To nhỏ cái đấy là cái duyên cái lộc của anh em và cái gọi là cái cách chăm của anh em, nhưng mà để xịt đó là hơi khó nha. Anh em nhìn con chim phê không, anh em nhìn cái bóng bộ tường tán chim, anh em nhìn nhức cái nách không, mà càng chơi càng hay anh em nhá. Anh em nhìn thấy lông mới tinh nhá, gọi đen xì này thì chưa chơi được đâu. Với cái lông đen xì này thì chưa chơi được đâu. Tất cả những con chim anh em biết bản thân nó là con chim giữ nha, nó sẽ không bao giờ tụt lửa, anh em hình dung ra không ạ? Nhưng để mà cái lửa đạt để đi chơi thì chưa nha. Nó chim đẹp dã man anh em ạ, nó dễ chơi dã man luôn. Nói chung là đối với anh em là cần một con chim thi, ok chưa? Giá khoảng tầm 10 triệu đổ lại, dễ chăm, dễ nuôi, dễ chơi, bộ đẹp nết hay, chốt ngay con chim này, ok chưa? Cờ giải nó em không làm kể với anh em làm gì nữa cả đâu. Cờ giải nó bây giờ kể lên thì nó khó. Bán con chim vào cái thời điểm hiện tại nha, không bán chim về quá khứ, cứ về nuôi chơi thì biết nha, cứ về nuôi chơi thì biết con chim nó như thế nào nha. Càng chơi nó càng hay anh em ạ, thật mọi người là vậy thôi. Con phu em không hiểu tại sao tự nhiên nó chạy, nó em chả hiểu tại sao mà chạy, nó nhìn cái mặt nó cứ né 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 không hiểu cái gì. Và còn bóng bộ con chim này anh em nhìn anh em biết rồi, em mà nhìn thấy con chim bóng bộ như vậy là em thích lắm, em thích cực kỳ luôn. Tại vì sao? Cái bộ này nó cực kỳ là dễ chơi anh em ạ, và kể cả anh em chơi mùa đông nó lạnh nó vẫn chơi được bình thường đó. Đối với những con chim nó dạng dạng như vậy, mặt mũi bóng bộ tương tá chim quá phê rồi anh em, dễ chăm, dễ nuôi, dễ chơi. Và bây giờ lửa nó chỉ được khoảng tầm 40%-50% thôi anh em ạ. Còn anh em về nhà anh em nuôi nó sẽ khác từ ngày một nhá. Và con chim này á, anh em cứ nuôi tầm hơn một tháng là anh em không cần phải đi dợt, anh em thi luôn được, không cần phải dợt nhá. Đó, đối với con chim này anh em không cần phải dợt làm gì cả. Mà anh em dợt thì càng tốt, còn anh em không dợt anh em thi luôn được. Anh em mùa này con chim này đánh đẹp nhất nha, cứ đánh cho em vào một cái lồng thái, một cái lồng vuông.
lồng vuông đây anh em ạ, lồng vuông cao bốn góc anh em nhá. Cứ lưu ý là muốn nó đánh đẹp nhất cứ đắp cho em vào cái lồng vuông cao bốn cầu góc, nó đánh cực kỳ đẹp luôn. Và bộ nó cứ chắc nịch luôn anh em. Bộ nó cứ chắc nịch luôn. Gọi là đánh cho anh em gọi là cứ tầm 2 tiếng như lúc mới treo, ok chưa? Đẹp lắm, nói chung con chim rất là đẹp, mỗi tội là con chim này nếu mà để mà vào form thì chưa đâu anh em nhá. Anh em nhìn con chim lông đen xì này sao vào form chơi được đúng không? Cứ tầm hơn một tháng nữa đi để biết chất con chim anh em nhá. Xong lông thì khoảng tầm gần tháng rồi đó, phải tầm 20 hôm rồi. Nhưng mà về mà chơi được ngay thì chưa chơi được ngay đâu, cứ về nuôi đi, hơn tháng là anh em thi được. Xem một clip nó chơi chỉ rượu thôi anh em nhá. Anh em nhìn clip nó rượu thôi nhưng mà cứ về nuôi con chim thì biết nha. Còn anh em thích xem clip nó thi trên dàn nhắn tin qua cho em gửi clip cho anh em xem nó thi trên dàn nhá. Anh em thích xem clip nó thi nhắn tin qua cho em gửi cho anh em xem. Thật ra là đó là cái clip gọi là của mùa trước thôi nha. Clip của mùa trước thôi, gọi trước lông thôi chứ còn mùa này thì chưa. Mùa này thì chưa. Đó anh em xem nó bùng lên nó chưa được ra bộ nhìn phơi con chim này nha. Bộ chắc nịch. Đó anh em miền Nam chơi những con chim này thì em nói thật với anh em luôn là hết giờ hết bài luôn. Tại vì sao con chim nó chơi cực kỳ là đều và cực kỳ là đẹp. Nó không nhanh nha, con chim này chơi nó không nhanh nhưng mà được cái bộ nó rất là chắc bộ. đều và đặc biệt con chim này anh em đánh câu thẳng này cũng ok nha. Cầu thẳng này cũng ok mà cầu góc này cũng ok anh em nhé. Đối với con chim này là như vậy, cực kỳ là ok luôn. Nhưng mà anh em cứ về nuôi thì biết chất con chim cứ xứng đáng với đồng tiền anh em bỏ ra. Thế anh em để lại anh em nuôi chơi nhá, không xứng đáng với đồng tiền anh em bỏ ra. Anh em trả lại cho em mà anh em không mất một đồng nào hết, ok chưa? À, thì bán chim chỉ có vậy thôi, chỉ có gọi là cái tâm của em nó chỉ làm được biến như vậy, còn hơn nữa thì em sẽ chịu nha. Còn anh em cảm giác ông nào uy tín hơn em gì thì anh em cứ mua nha, đơn giản là vậy đấy anh em nhé. Ok anh em, tiếp theo qua chim số 4 đến con chim số 5, con chim cuối cùng của clip này của em gì anh em nhé. Con chim số 5 này em gì chia lại cho em với giá là 6.6 triệu, thì có trên góc màn hình anh em xem anh em biết rồi đấy. Một con chim nếu mà nói về bóng bộ thì quá phê anh em ạ, quá phê mà anh em cần một con chim đánh tàn sát, đánh cái loại chó điên chó dại thì nha, bích nghe con chim này về nha. Còn nói về cái bộ con chim nó quá đẹp anh em, bộ to trường chim lông. Lông con chim này nó không phải là lông mỏng, tại vì nó là cái bộ to nhưng nó là con chim trường chim, nó không phải là con chim bộ kiểu như là con chim lông dày gọi là lộp ngộp mà con chim cảm giác chậm chậm, nó không phải đâu. Con chim nó đánh điên chim luôn, bộ to trường chim dài đo lông mỏng, nhầm cứ quen được câu lông mỏng, lông nó lông bình thường chứ không phải là lông dày kiểu anh em ạ. Nó là bộ trường chim nên lông nó không phải lông dày một cục như những con chim khác. Để giới thiệu lần hai về cái vấn đề lông, cứ quen cái mồm là lông mỏng rồi đó. Còn con chim thì cũng rất là dễ nuôi dễ chơi rồi anh em nhé, nói chung là dễ nuôi dễ chơi. Anh em nào thích một con chim đó, đối với con chim số 5 này, đối với những anh em nào thích nha, anh em xem hết clip nha. Anh em thích một con chim là bộ đẹp này, nết hay này, gọi là đánh tàn sát thì anh em bắt con chim này về nha. Bản thân con chim này đánh lồng vuông thì nó hơi xấu anh em ạ, về em cho ra là cái lồng sinh nó đánh đẹp hơn anh em ạ. Và tùy anh em thôi, anh em đánh lồng vuông lồng sinh cũng được, nhưng mà em nghĩ là lồng sinh nó sẽ đẹp hơn anh em nhá. Con chim 3 vụ anh em ạ, sạch tinh, anh em về anh em nuôi đào tạo và khai thác nhá. Còn anh em nào thích một con chim đúng là một con chim đầu bò đầu biếu mà gọi là đánh tàn sát mà gấu chó thì anh em bắt con chim này về. Đó và anh em ngắm con chim này rồi anh em thấy sướng, tại vì nó quá đẹp anh em ạ, nó đẹp lắm. Nhìn con chim bình thường nha, nó bọng cầu cho nó cúp xê lại này, lưng tôm gáy ngựa hầu bò bộ thì to đẹp, nó vươn lên trời ơi, nhìn con chim nó nhức cái nách luôn đấy chứ. Nhưng mà con chim này nó chơi nó dí chim nha, thì là nó hơi dí, nó hơi đánh, nó hơi mạnh, nên là con chim đánh ở lồng vuông nó cảm giác nó hơi xấu anh em ạ. Đó, cảm giác nó đánh ở lồng vuông nó hơi xấu. Và con chim này nó lại có một cái tính này như thế này nhá, con chim này nó một cái tính như thế này, bình thường là những con chim khác nó khéo nó sẽ tìm những con chim yếu nó đánh, nhưng con này không, chim yếu nó không chơi anh em ạ, mà nó phải thích chơi với chim dữ cơ, nó phải thích đánh với cái loại mà gọi là nhìn, nói chung là nó càng chim dữ nó càng hay anh em ạ. Cái tính con chim nó là như vậy, tại vì mỗi con mỗi tính mà, đúng không? Đó, đối với những con nó đánh ba mặt cầu nó sẽ tìm những con chim nó yếu yếu nó đánh trước, xong nó sẽ tìm những con chim nó mạnh mạnh đánh sau. Nhưng không, con này thì không, con này là cứ phải ba con mà đâm vào nó đánh cả ba anh em ạ. Nó gọi là chim dữ mà nó càng đâm vào nó càng thích, đơn giản nó là như thế anh em ạ. Càng đâm vào nó càng thích, mà nó điên con nào nó đánh thì không cần phải xem nhá. Đó, bộ thì thôi anh em miễn chê miễn bàn, con chim này nó siêu đầu gấu luôn anh em ạ. Đối với anh em là đấy, anh em vẫn nói với anh em không có tật lỗi gì cả đâu. Đối với những anh em là đúng nhất cần một con chim thật bộ thật là đẹp. Đó, chơi phải gọi là đầu bò đầu biếu, gấu nguyên con. Đó, chốt con này về chơi nha. Thứ nhất là nó một cái giá nó cực kỳ là hợp lý cho anh em nhà mình thôi. Dễ chơi thôi, không phải là giá cao đâu anh em ạ. Thực sự về như vậy không phải là giá cao đâu. Giá nó cực kỳ là dễ chơi cho anh em nhà mình luôn. Đó, và con chim nó gọi là rất là dễ. Dễ là cái sao nó cứ đưa lên giản là nó chơi anh em ạ. Cứ đưa lên dàn nó chơi là và nó gặp chim càng hay nó càng hay anh em nhá. Đó, gặp chim càng hay nó càng hay, và bộ nó quá phê luôn, nó đánh thì tàn sát luôn anh em ạ. Nó đánh cảm giác là phải nói sao ta, gọi là nó không biết trời biết đất đâu luôn, nó cứ cắm đầu cắm mặt cắm mũi để nó phang, tạo dạng là như vậy.
Con chim hay lắm anh em ạ. Nói chung là về anh em cứ nuôi con chim thì anh em biết chất con chim nhá. Về anh em cứ thả lực cho em gì khoảng 20 hôm con chim này anh em ha. Cứ về thả lực cho em gì khoảng 20 hôm đến 1 tháng là anh em ra lồng vào chế độ con chim này anh em chơi ngon anh em nhá. Gấu lắm anh em ạ. Thật là nó mà đánh rồi đấy, không phải xem, hứt lên đàn là không cần phải xem luôn. Thật ra là tự xử hay này. Đó. Gọi là chim đánh với nó càng hay và không nó vẫn tự xử được tất cả mọi thứ ở nó nha anh em nhá. Rồi ok, nói chung là cuối clip của em gì rồi anh em ạ. À, thì em gì không biết nói gì cả. Cảm ơn anh em, cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết clip này của em đi nhá. Anh em thích con chim nào clip của em này có thể alo trực tiếp qua em nhá. Chim em bán cho anh em đều báo giá tất tật cho anh em được xem và anh em được cùng biết nữa nhá. Anh em có yêu quý em gì nhớ cho YouTube một nút like, một lượt đăng ký ủng hộ em nhá. Cảm ơn anh em, cảm ơn mọi người rất là nhiều và em cũng vẫn cố gắng tuyển cho anh em những con chim ok nhất, chất lượng nhất để gửi đến toàn thể anh em và mọi người nhá. Thì em đi xin được chào anh em, chào mọi người nhá. Hẹn toàn thể anh em và mọi người ở những clip tiếp theo nhá.